Chào tất cả mọi người nhé. Đâu đi nhanh vậy, đi đường này nè. Chó gì, có tao đây sao không cho, đại kiện gì. Cuộc thi nấu cơm. Sang bên này, đi bên này nè Sơn. Sơn đi bên này nè. Bên này nó lửa nó chạy qua nè. Đi bên này nè. Đúng rồi. Chà. Đi qua đây đi, đi đầu kia làm gì cho nó mệt lệ. Cơm chín là mưa là vừa đẹp á. Cứ đi đi, cứ đi đi. Đến này đó, cơm chín là vừa. Cứ đi đi, cứ đi đi. Nấu cơm trên không. Đủ mắt cúi cho lòi mắt luôn rồi. Lên đến nhà là chín rồi đó, thôi chứ nhỉ. Giờ lên xem thôi chứ hoài. Đây, thả chỗ này, thả chỗ. Rồi rồi, là gần chín rồi đó. Rồi, nãy giờ rồi, anh kiểm tra. Không có cháy á. Từ từ thả xuống tí nào. Mới tìm thôi, mẹ. Cái bò lửa đang sau này, cái bò lửa đang sau này. Thả xuống ngay con ạ, thả xuống, thả xuống. Từ từ nhẹ xuống rồi, nhẹ xuống. Rồi, thôi rồi. Vào nhanh. Đi được trước, á. Đi được sau về đi hết. Không giỏ, không mà ý là giỏ nó cũng đầy được trước ấy. Rồi. Sơn cái gì cho ra đâu. Lên đến đó là chính là vừa đấy. À, bên kia nữa. Nóng. Để cái tư thôi, một nông nữa đi là. Quả ngọc đéo chín rồi, cơm chín rồi. Chín rồi, cơm chín rồi. Mà làm cho các đôi sụt nè, sụt luôn trước bà bối đấy chứ. Ngọc đéo chín rồi, dừng lại, ngọc đéo chín rồi. Mà khó đâu em cũng làm như vậy đấy chứ, nhưng mà thôi đi. Bài bản đấy, nhưng mà đi đi em, lên trên kia. Cứ đi cho qua bên này một tí mới ơi, qua bên này bên đó đó đó. Chín rồi, cơm chín rồi anh Quang ơi. Chín rồi, cơm chín rồi. Đây là đôi của Ngọc Léo ấy, Ngọc Quang à. Ngọc Léo chứ. Bây giờ không cần đi nữa, cơm chín rồi mà. Tức cùi tốt, cơm chín nhá. Nhận nhiệm vụ. Cơm chín rồi. Chúng ta nhận nhiệm vụ chứ không là không hoàn thành nhiệm vụ kìa. Cái người ở trong đội mới được đi chuẩn bị nhá. Hả? Trứng gà rồi, cứ bình tĩnh. Trứng gà hả? Đi ăn đi mua trứng gà cho. Quay đi ăn đi mua trứng gà cho. Trứng gà hả? Rồi. Bỏ trứng gà trong cái gì? Thôi vừa thôi, cơm cháy đây nè, nhìn lên nắp nè, cháy đã chín rồi mà. Vừa thôi. Nhau lên bay về. Tam. Cái nồi này khi nào mà nó xì trắng lên thì hát nào. Đừng có mở ra nhiều lần gì cho là có thể không được. Đi ngay kia một vòng nữa đi rồi về xong này đi. Đúng rồi, đi bo lại đây. Vừa tạt ra đấy à. Bo con đất của ban tổ chức và các thí sinh tới 5 người thực hiện nhiệm vụ. Sơn đâu đây, một người bị vô rồi. Phạm Quy ạ.
Nhưng mà bên lại bị đại bên rụng hình. Đứng gà, đứng gà, đứng gà, đứng gà. Thả xuống, bỏ xuống đi. Bỏ nồi xuống. Bỏ cái đất, bỏ nồi xuống, bỏ nồi xuống. Cầm được, cầm cho nó. Bỏ nồi xuống. Cầm cái nắp, không bỏ cái nắp chưa. Gần chín rồi, gần chín rồi. Rồi, ok. Rồi, thả đá đi, mất đi cái chất. Cuộc thi nấu cơm rất chi là căng thẳng. Đây là đội Ngọc Quang, một trong những cái đội chi rất chi là khôn. Khôn thì tao không khôn rồi, cái đó tao đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng mà tao không chạy. Chạy, chúng ta cứ như thế lại hay hơn đúng không? Tôi đắc với chi nhất thôi. Ê! Quân ơi! Quân! Nói Quân là đi nhanh nhanh đi, về chín là vừa đấy. Mưa! Đó là đội Đắk La. Ôi, sự chuẩn bị của chúng ta rất chi là yếu. Ở đâu? Bên cái nào? Ai chơi? Ồ, thì trấn cho cơm chín rồi. Chúc mừng đội thị trấn. Thật mà. Anh ơi, hình như trước sau thì có giải đúng không? Ôi, 500 tao nhận rồi. Rồi thằng Long mày cứ đi đi. Kỳ nữa chứ anh. Anh là được cái là bắt được con gà rồi. Cả tối mấy thằng có tiền thịt rồi. Ôi, để mày được rồi, đừng đá, đá thôi, không đá, không đá. Rồi, được rồi, được rồi, nhưng mà nó rồi. Đá nút rồi nhá. Rồi, nổi lên, đưa cho đường quăng đây. Bây giờ mình nhấp. Tất cả lời nói của các bạn đã được đưa lên YouTube rồi. Thế nên cứ yên tâm. Tất cả lời nói của các bạn được lên đưa lên YouTube rồi đó. Tao đang phát trực tiếp mà. Chín rồi đó, chín rồi. Đi vào trong kia đó. Thôi đừng đi vòng nữa đó, đi tí rồi quay lại thôi, chín rồi đấy. Không có đi, chín rồi thôi chứ đi làm gì mày. Mày đi đi Mười ơi, đi nhanh đi. Mười, Quân, đi nhanh đi. Đi nhanh đi, không còn đốt đâu. Mười, mười. À, Lê ơi, Quân ơi, đi nhanh đi. Đi nhanh. Chín rồi mà. Đi nhanh lên. Đây là đá cui, chín cho em. Chưa chín à, lửa nhỏ quá chưa chín được đâu. Khóc rồi, khóc rồi. Đi lên nhanh đi, chín rồi.
chưa hết nửa bó mà. Cẩn thận nó cháy vừa vừa đó mọi người ạ. Cẩn thận. Mở ra đi, mở ra đi. Nhẹ thôi. Rồi rồi. Anh thử ăn đi. Không, ăn gì? Ăn chín rồi. Ăn thử đi, ăn thử thôi. Rồi. Chín rồi. Cái gì? Không à? Đi đi đi, cứ đi, cứ đi lên đó là được rồi, chín rồi. Ít nước à? Cứ đưa lên, cứ đi đi. Cứ đi vào từ từ thôi, giờ còn mình đổi thứ hai mà kì nữa. Được rồi, thiếu nước hả? Nước nhiều hả? Ơ, chín là được. Kì nữa, chín là được. Đi vào. Đi vào. Chưa? Xong rồi. Nộp đúng không? Rồi đem lửa đi chỗ khác. Đi dập. Đi ra chút kia kìa. Đừng. Rồi đem vào trong luôn rồi. Rồi cho bò lên nó chạy không ai. Chạy không? Lấy đâu bò lên từ cho chốt. Nồi của ai người đấy tự nhớ nhá. Thằng nói sao? Dạ. Chất lượng. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo nha. Giờ ấn tượng xấu chứ gì cả. Cốt tuyệt. Dẹp ơi. Hiền ơi. Ban tổ chức phải có vị trưởng vị xấu chứ phải không? Ai nấu chính trưởng là vị trưởng. Cái đây là kết quả này. Các ngon. Tao về thứ hai đó thì có ra đâu. Đây ký tên chưa? Đắc Long. Rồi. Anh để đó rớt cho nhảy. Ban tổ chức công buộc nha. Còn đi nấu cơm đến đây là kết thúc nha, tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo nha.